Đâu, xin quay ngay. Từ từ để nha chào. Nó bật không được. Nè. Con phải bật vô cái này nè, cái máy nè. Đó, bật vô lúc đó. Dạ. Ơi, con đừng có nhìn, con thấy cái chỗ để quay trang. Rồi, bấm quay trang ơi. Bấm lúc đó. Rồi. Rồi. Chào khán giả của kênh Chí Xì Tin Dừa. Cha là Xì Tin Dừa. Con là Xì Tin Dừa. Rồi, lấy đồ nè. Chiều nay ghế nhà con chơi. Con bấm mít ta. Con bấm mít, con bấm mít. Đúng, 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 đúng. Đúng rồi, đúng rồi. À. Đòn Phan Hùng là anh không? Rồi rồi đúng rồi. Đây. Rồi đây, quay nha. Dạ. Rồi. Ok. Cảm ơn em lời cho bạn nói. Hôm nay tên đi đâu tên? Lại bà nội được bà nội uống rồi uống chung luôn. Đi xe này nè. Đang chạy xe lại nè. Hôm nay Tin ra hamper. Ôi. Rồi con quẹo vô nè. Con quẹo vô nè, xe đang vô nè, quẹo vô cổng rồi nè. Đâu? Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu? Đang vô, đang vô. Đang vô nè, đang nhích xe vô nè. Rồi con thấy mẹ đâu không rồi, thấy bà nội không tên, bà nội đâu, ủa đâu bà nội, có bánh xe này bà nội ơi, kìa kìa thấy bà nội rồi, đâu, giờ đang ra, rồi đưa, đâu, ủa sao con không thấy nè, hả, mày sao kìa, gõ cửa cho mẹ đi, mở cửa, vô. Bà nội tắm rửa đàng hoàng sạch sẽ mới ra gặp chị Tin này nha. Nước lên cho nội đi. Của nội. Con có bộ đồ dơ trong bịch mũ. Mai tắm rửa sạch sẽ mới ra gặp chị Tin này nha. Không chơi dính mùi bệnh viện đó. Thấy nó lủng vô thấy thương. Hồi sáng mà đón quá trời. Đón coi chừng nào đi kêu chị Tin nó ra thấy nó lủng thấy thương. Mà đón đã đời cái stress. Khúc thấy một anh nó để mấy trái đu đủ rồi nó xách ra đi ra đi vô thao ở đồ thấy trơn mà không thấy Tin. Tin nó còn ngủ mà sáng còn chưa tỉnh ngủ sáng dậy chưa ăn đó mà thấy bữa về nó lủng nó xách nó bám bát theo mẹ nó thấy cưng chứ nó đâu có thương bà nội đâu biết bà nội đi với cho nó lạc ngách luôn thấy bà nội đi với nó lạc ngách luôn không cần gần gũi với nó mà có thiệt không tên ông nội đi có ờ không được có nè ngồi đợi đặt con má trước giờ ra đặt cơm với đặt giao hàng nữa Tin ờ nó mở sao cái điện thoại không biết kìa nó cho là nội trời ơi vậy đâu nhọn nó đâu chọt chọt đi mà nó không biết uống là sao nữa đó chọt mạnh lên hả thấy nó đi giường họ coi cái phim coi nó đi giường mà nó cầm thang rồi nó chạy lăn xăng lý xuống rồi dịch ăn nhớ ông chết chú luôn à ông cho nó cầm giúp qua chú ba không ông cho, chú ba không chịu cầm nó khóc quá trời luôn ừ cho nó cầm à. Chưa ấp đó à. Tập bà nội cảm ơn Tin không có gì cái thấy nó mang đôi dép nó sỏ đôi dép vừa nó mang đôi dép của chú bà nó chó cứ gần chết luôn còn nhớ nó thì ghê luôn
để nó về mình khỏi nó lăn xăng lưới xíu xíu nó đi theo con á mà đi thắm cười xíu con camera nhìn nó ủa nó nhớ con quá trời. Ủa đặt cơm chi nữa ăn cơm rồi mà. Ăn hả? Thì cha ta với cha mày ăn thành trong bệnh viện là no. Đặt mà. Đặt mà cha. Đặt chi hả? Trong mày cha. Đặt ơi. Tinh đang vừa đại náo mini top xong qua được xúc xích nó quậy nó đầu lên lầu đó lên lầu rồi lên tùm lum hết ghê đó à, mua xúc xích xong giờ chuẩn bị về mini top ngay đường Tân Phước với lại Lý Nam Đế. Còn tên lá xe sao nói đi cả tên vô tranh thủ nằm chút chứ để tới giờ bác sĩ làm việc bắt đầu chết luôn ngồi đứng rồi đi chở nội đi đâu về chở nội đi đâu bấm về chở nội vô nội hay chở nội đi đâu chở nội đâu đi đâu tên chở bà nội đi đâu? Giao tên. Đi đâu? Đi về nhà tên. Ừ, đi về nhà tên chắc vui lắm mà ta. Đi về nhà tên chơi đồ chơi nhóc luôn ha. Đã. Nó bán gì đâu mà cũng mắc trời thôi đất ăn không ăn bị bắt luôn bắt nhờ nhớt luôn có chi cha bắt kèn nó nè có chi cha bắt kèn mới vô được bắt kèn mới đưa vô được hả ngân bởi vậy tin có ăn không hả? Tin ăn nhiều nên bác sĩ không có bắt tin nha bà nội cũng ăn nhiều nữa cho bác sĩ không bắt bà nội nội bắt bạn tin bắt ông nội không? Rồi muốn mở cái đi. Chuyện này cha tao không biết chừng nào về mà ông về tới ông nằm không biết chừng nào bác sĩ nói chuyện này. Nhà chín đi nội. Ông nằm lâu với lắm bác sĩ nói vậy. Nội nội rồi nhà chín đi. Vài bữa nữa nội về. Cho chín về đi chơi với nội đã luôn. Rồi. Nha. Cho nội lên đi đẻ ông nội đó bụng nội đem bà nội đem cơm lên cho ông nội ăn kêu hao lại giữ nội vậy kêu hao lại chú mang lại chú mang lại chú mang lại chú mang lên đây đại nè đây đi cho nội lên đi vậy để ông nội đó bụng ông nội khóc hu đi để nội khóc á đi rồi đi nghe ra thôi giờ nó đi đi nhưng mà giờ bữa nội về bữa nội về nội chơi tin nữa sao bữa nội về nội chơi với tin đi con chưa chưa mà mở cửa rồi đi giờ nó báo nó không cho đi kìa nội lên 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 nội chú mẹ tới nữa kìa đuổi mình đi kìa đi chứ ba nọ mà hai thú gì hai thú trong đen đen á đóng bịch đen đen á hồi nãy bà tưởng tôi xuống đem đồ ăn hay gì giờ sắt xuống á mở cái bự bự cho mẹ yeah cho mong một con cơm này đâu phải cơm đâu hai cái thú thằng thú mà cái thú cái tô bà nội lấy đi rồi ok chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau nhớ like đăng ký hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En bye bye.